Anh Ngọc thì có nói rằng có một cái câu hỏi cũng rất là hay, và cái câu hỏi này thì A Phủ Bình cũng đã nhận được rất là nhiều rồi, trong các cái buổi live stream hay là trong các cái video thì A Phủ cũng nhận được các phản hồi như này. Em Anh Ngọc cũng hỏi rằng ở đây là có ý kiến như thế này: UST phát hành lượng cổ phần ra công chúng quá nhiều nên cổ tức về sau sẽ bị pha loãng, tức là cổ tức trên cổ phần sẽ không được cao. Nhận định của anh về ý kiến này như thế nào? Vâng, thì câu hỏi này cũng rất là hay và cũng nhiều các quý nhà đầu tư cũng hỏi. Tuy nhiên thì rất là nhiều lần rồi A Phủ cũng trả lời cái câu hỏi này. Tuy nhiên thì hôm nay thì A Phủ Bình sẽ trả lời cho quý vị một lần nữa để chúng ta hình dung như này cho dễ hiểu, đúng không ạ? Thứ nhất là với cái việc mà phát hành ra cổ phần ấy, ở đây thì gọi là phát hành ra công chúng quá nhiều, thì chúng ta thấy là phát hành ra công chúng ở đây với là hơn 100, thực ra là nó gần là một 140, gần 140 đấy, chúng ta gọi là hơn 133 một chút đấy, tỷ cổ phần, đúng không ạ? Gần xấp xỉ 140 tỷ cổ phần. Với cái số lượng này thì cũng có thể là chúng ta gọi là nhiều thì cũng không phải là nhiều, và chúng ta gọi là ít thì cũng không phải là ít. Vì sao ạ? Vì chúng ta có cái sự so sánh nào không khi mà chúng ta nói phát hành ra nhiều? Đó, đầu tiên là chúng ta không có một cái sự so sánh, hay là không có một cái mốc để so sánh rằng là cổ phần của UST phát hành ra là nhiều hay ít. Đấy, chúng ta phải nói với nhau đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai nữa thì chúng ta phải nói đến cái lợi nhuận, đúng không ạ? Cái lợi nhuận mà Ngọc Bình cũng đã phân tích rồi. Chúng ta hình dung ra là lợi nhuận về giao thông vận tải hay lợi nhuận về công nghệ UAT chúng ta rất là lớn. Vì sao ạ? Vì sao ở đây là Ngọc Bình nói là lợi nhuận lớn? Thứ nhất là công nghệ chúng ta, là chính bản thân ngài Anatoly Zhivkov, nhà sáng lập ra tập đoàn này, là nhà phát minh, được chưa ạ? Chúng ta không phải thuê hay là phải mua công nghệ hay là phải thuê các chuyên gia để tạo ra sản phẩm, thì đương nhiên là chúng ta nhà sáng lập là nhà phát minh luôn, nhà khoa học, nên đầu tiên là chúng ta đã nắm được cái bí quyết về công nghệ, và chúng ta cũng là những người là sao ạ, tạo ra cái công nghệ này là có cái tính độc quyền, chúng ta hình dung vậy, có tính độc quyền độc đáo, điều đầu tiên vậy. Cái điều thứ hai nữa, tại sao ạ? Điều thứ hai nữa là khi mà chúng ta xây dựng các công nghệ UT ở các quốc gia thì chúng ta đều thực hiện các cái các bước là từ A đến Z. Đấy, chúng ta nói tóm lại là như vậy. Từ cái bước gì? Từ bước khảo sát thiết kế cho đến bước xây dựng cho đến bước chuyển giao công nghệ. Chúng ta đều làm tất, và đương nhiên chúng ta không phải thuê những cái đơn vị gọi là như là khảo sát này, tư vấn. Nhưng tuy nhiên mà khi xây dựng ấy thì chắc chắn là sẽ có các nhà thầu phụ. Nhưng tuy nhiên chúng ta đều là những người là tập đoàn chúng ta là làm những cái công việc chính. Chính vì vậy là lợi nhuận mang về chúng ta rất là lớn, phải không ạ? Và cái tiếp theo nữa, chúng ta nói về các cái đơn hàng. Đó, chúng ta phải có ba cái yếu tố để chúng ta đánh giá. Chúng ta nói về thứ nhất là cái số lượng cổ phần phát ra nhiều hay ít, nó không nói lên được nhiều cái vấn đề là sau này cổ tức nó ít hay là bị pha loãng đâu. Đấy là cái yếu tố là nó phù hợp với là nhiều hay ít, nó lại phù hợp với quy mô của tập đoàn lớn hay nhỏ. Đó, nó phù hợp với lợi nhuận của tập đoàn lớn hay nhỏ. Thì chúng ta thấy là cổ tức nó chia theo gì ạ? Cổ tức là gì? Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông. Thì lợi nhuận càng nhiều thì cái phần kể cả là phát hành ra nhiều cổ phần cho các cái quý vị cổ đông ấy, nhiều đi chăng nữa nhưng lợi nhuận nhiều thì chắc chắn là chúng ta nhận được cổ tức nhiều. Cái điều đó là hiển nhiên. Và cái tiếp theo là sao ạ? Tiếp theo chúng ta nói về cái quy mô tập đoàn chúng ta là rất là lớn, mang tính chất toàn cầu, và các bạn nó cũng đang nghe rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Chiếm lĩnh từ 50 đến 70% thị phần của giao thông vận tải trên quy mô toàn cầu, thì quý vị các bạn, các quý vị cổ đông có hình dung ra là cái lợi nhuận của chúng ta lớn như thế nào không ạ? Đấy, chúng ta nó cũng đã hình dung ra chưa ạ? Cái tiếp theo đó là gì? Cái đơn hàng xây dựng đấy, A Phủ Bình và Ngọc Bình luôn luôn phân tích rằng đơn hàng xây dựng của chúng ta, để mà có một cái đơn hàng 1 tỷ đô của các cái sản phẩm khác nhé. Chúng ta đang so sánh trong đây, chúng ta không so sánh về mặt số lượng mà chúng ta đang so sánh về mặt chất lượng của các cái đơn hàng đấy, tức là cái giá thành của các đơn hàng của chúng ta đấy. Chúng ta phải so sánh như vậy. Ví dụ như là một công ty khác đi, một công ty nhỏ đi, họ phát hành ra một cái sản phẩm nào đó, mặc dù là họ phát hành rất là ít cổ phần cho các cổ đông, nhưng cái lợi nhuận họ mang về ít thì chắc chắn là họ đâu được cao. Cái thứ hai nữa mà cái đơn hàng của họ ấy, Ngọc Bình chỉ so sánh một cái công ty, một cái tập đoàn về smartphone đi, có bao nhiêu sản xuất cái chiếc điện thoại ra để đạt được một cái đơn hàng 1 tỷ đô? Vâng, quý vị có thể có bài toán không ạ? Chúng ta thì tính đơn giản, trung bình một chiếc smartphone
tính trung bình đi, chúng ta nói đi 20 triệu đi, tính hẳn 20 triệu đi, thì bao nhiêu chiếc điện thoại chúng ta mới được một đơn hàng 1 tỷ đô? 20 triệu đây là 20 triệu Việt Nam nhé, 20 triệu, hay là tính hẳn 1.000 đô đi, trung bình 1.000 đô đi. Đó, 1.000 đô một sản phẩm thì bao nhiêu cái sản phẩm đó mới được 1 tỷ đô? Vâng, quý vị hình dung chưa ạ? Đó là cái câu chuyện chúng ta là hình dung ra về gì, về quy mô, chúng ta hình dung ra gì, về giá trị các cái đơn hàng nó khác nhau là như vậy. Còn chúng ta vừa nói rồi một cái câu chuyện rất là đơn giản thôi. Quý vị hình dung ra là 130 km chúng ta được công bố xây dựng ở Sara đến Khor Fakkan chỉ tính trung bình là 10 triệu đô cho 1 km, là chúng ta có đơn hàng bao nhiêu? Vâng, chúng ta có đơn hàng bao nhiêu ạ? 130 km mà nhân với 10 triệu đô có phải là 1,3 tỷ đô không? Mà 1,3 tỷ đô, Ngọc Bình tính đơn giản lợi nhuận mang về cho các cái lĩnh vực về giao thông vận tải đi, tính đơn giản là 30% trong 1,3 tỷ đô là bao nhiêu triệu đô? Đó, chúng ta hình dung chưa? Đó rất là đơn giản nếu quý vị mà ngồi chúng ta vạch ra tính toán. Nên chính vì vậy là như này, chính vì vậy là chúng ta không có cái sự so sánh giữa cái việc là tập đoàn phát hành ra nhiều quá mà chúng ta nhận được cổ tức ít đâu ạ. Cái điều đó là không có cơ sở, không có căn cứ và cũng không có một cái gì đó mà chúng ta gọi là một cái gì, cái hệ quy chiếu, hay là chúng ta không có một cái gì đó nói rằng là chúng ta phát hành ra nhiều như vậy thì cổ tức nó ít đâu. Tôi phát hành ra nhiều nhưng lợi nhuận của tôi lớn, tôi phát hành ra nhiều nhưng sao ạ, đơn hàng của tôi rất là giá trị. Vâng, một đơn hàng của tôi đấy 130 km đấy 1,3 tỷ đô, được chưa ạ? Vâng, thế còn chưa kể 1.000 km thì sao? Vâng, 1.000.000 km sao? Quý vị đã hình dung cái vấn đề chưa? Nên chính vì vậy là nó không nói câu chuyện là pha loãng hay là gì ạ. Không phải là chúng ta phát hành ra nhiều mà chúng ta lợi nhuận ít đâu. Nên là chúng ta hình dung ra vậy là nó không không đúng. Nó phải so sánh về quy mô, về giá trị, rồi so sánh về lợi nhuận nữa. Và so sánh về chúng ta sao ạ? Lợi nhuận lấy từ đâu? Lợi nhuận là lấy từ việc là các cái doanh thu trừ đi các chi phí. Và chi phí ở đây chúng ta gì ạ? Chúng ta không phải mất cho các cái chi phí như là sáng tạo ra nó, hay là thuê một cái đơn vị nào đó để tạo ra nó, và chính bản thân tập đoàn làm ra nó, phải không ạ? Đó, làm ra cái sản phẩm này sở hữu trí tuệ của chủ tịch mà, và ngài Zipke cũng là nhà sáng lập, là chủ tịch tập đoàn chúng ta, sản phẩm cũng là ở ngài. Chúng ta là người gì, người thi công, chúng ta cũng làm xây dựng cho các cái tuyến đường UT ở các quốc gia đó. Vậy tại sao chúng ta lại ký các đơn hàng lớn với các chính phủ Dubai rồi Sara rồi các cái quốc gia mong muốn, toàn với cái đơn hàng với chính phủ thôi? Chúng ta hình dung một cách là đơn hàng của chúng ta là những đơn hàng cấp cao, cấp chính phủ, cấp quốc gia, hay là chúng ta gọi là những dự án trọng điểm đấy, thì nó khác với những cái đơn hàng của các cái sản phẩm khác. Quý vị hình dung chưa? Em Anh Ngọc hình dung chưa? Đó, nếu em Anh Ngọc hình dung thì có thể comment cho Ngọc Bình biết để em Anh Ngọc đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, đúng không ạ? Ok.